Lê Thanh cũng nhìn thấy, nếu mà kiếm một cái công việc gì làm thì lương cũng rất là cao chứ không phải là thấp. À, làm không được ha. Bạn nào làm không được. Mỗi lần làm là đau đầu à? Bạn lắm không thấy đường. Không thấy đường. Mình chạy xe đường thì mình chạy dầm chậm hay được. Mình chạy dầm chậm mình đi di chuyển đến các quán được. Mà mình đi cũng có giờ ở dắt nè. Nếu còn mà mình đi quá cũng không được. Mình mệt không thấy đường. Mỗi lần làm thì không thấy đường, là không thấy đường là mình làm bị mờ mờ mắt hay là không thấy Nó luôn, tối luôn đấy. tối Bị đuôi luôn, tối đuôi luôn, cái gì đó đứng một hồi lâu xây mình sẩm mới đó, và xây là sẩm mình tiêu mới máu định hướng lại được, chứ gọi còn là là tiêu không thấy máu luôn đâu này. à. À, nhưng mình đi làm như vậy thì đi sinh như vậy hoặc là đi chùa này kia thì lại không có hả? Mình đi cũng được nhưng mình bị mệt, nhưng mà mình cũng cố gắng à. Tại bây giờ mình không có người thân mà còn được bà đưa đi trên con đường chánh đạo nữa, dẫn dắt mình đi các chùa khắp nơi để mà cầu an ông bà, thì mình phải cố gắng à. Nãy chị nói là cha mình mất rồi À, bố thì với mẹ thì xa nhau từ hồi bé, bỏ từ hồi bé à. hả? Còn mẹ thì là mất từ năm mình chưa được 18 tuổi ạ. À. Cha còn không? Cha thì bỏ từ hồi bé còn, nhưng mà không còn liên lạc. Còn mẹ 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 thì mất rồi phải không? Còn hiện tại thì mình đang giữ hai đứa nhỏ ha. Ý hai đứa nhỏ mình để bên chồng ha. Hai đứa bé thì gỡ bên cái nội để lo. Đó mình lao cho sạch ha. Cái này thì cũng góp ý chị đó, tại vì mình để cái đem cái bản này theo mình để bên mình á, thì lúc gài nó cũng có nhiều báo đài lên, là cái vấn đề là cũng nhiều người giống như chị cũng để cái bản như thế này. Đó là như chính quyền cũng như địa phương hoặc là những người dân người ta không có đồng ý. Nếu mà mình đi xin hoặc là mình muốn làm cái gì đó là phải có giấy tờ, phải có đầy đủ để người ta thương người ta giúp. Còn mà mình không Nhưng có giấy mà tờ, không có gì hết trơn á, nhưng mà nó bây rất là giờ khó. mà nhẹ như mình thì mình bệnh thì bệnh tật, nhưng mà bây giờ mình hát không ra bệnh thì tội nghiệp cho mình. À đúng rồi, tội đâu nghiệp có ai bệnh tin tật, đâu. không ai tin mình hết. Thì đó, bởi vì cái chị thì chị nói theo cái tâm linh, nhưng mà tâm linh nó là vô hình, không có chứng minh được. Nhưng mà con người mình là gánh chịu mà, vô hình nhưng mà trong chân linh bên trong mình gánh chịu mà. Bây giờ mình chỉ cố gắng sống hay làm để mà ông bà dạy như vậy, để ông bà xui khiến mọi cái tình huống nó được suôn sẻ hơn nè, được tốt hơn nè. Ông bà báo cho em biết đó Nếu đấy, như khi chị mà nói em bị những cái vấn đề ngoài xã hội mà ảnh hưởng đến cái này này, là em được ông bà báo hết đấy. Ông bà ở trên báo cho em nói biết sao nha, tức là em sẽ bị vướng vào cái quá trình thị phi dư luận này. thị phi đó Dạ, thì không? cái hành trình đó là hành trình ông bà khảo em ạ. Tức là mình biết trước là ông bà nói Dạ, cho mình lúc biết ở như hôm vậy luôn qua là em á, đã biết rồi ạ. nhưng mình vẫn chịu ha. Biết đâu, nhưng mà ông bà sắp đặt thì con người mình là phải thuận theo mà, Vẫn mình làm là theo phải thuận theo những gì mà ông bà ở trên sắp đặt mà. Em có tấm bản này nha, em Cái xem hai cái tờ giấy bản khai sinh của bố này. mà. Kìa, có ly nước cam nữa kìa, nãy Ly cam tới bao lâu rồi? Không có ly em là nãy, Ủa, mà cam. ly của em ly nào? Cái đó chỉ gợi ý thôi, mình tránh cái sự mà để người ta quậy phá mình. Là cái chữ thiếu máu não, bởi vì mình có giấy thì rất là dễ, lúc nào người ta cũng đòi mình có giấy tờ, thiếu não đâu của mình đâu. Vậy mà ông bà cũng thương rồi, cũng che chở cho nhiều lắm ạ. Thấy, bữa hổm có gặp cô Năm Thảo chưa? Dạ chưa. Có ý là muốn gặp cô Năm Thảo không? Cứ có dịp nào về cứ liên hệ Lê Thanh. Còn cái ngày đó thì ngày nó Thủy đang động tâm đó, tịnh là mới giúp Thủy được. Cô Năm Thảo nếu mà có dịp nào về cứ alo Lê Thanh nhắc lại cho. Vừa rồi em lên trên vừa rồi chị kiếm vừa rồi đó anh, được bà dạy cho bảo cho anh trầu cau à, vừa rồi anh đã đem ra hết đấy, đang xúc lần anh đánh lại rồi, bà dạy cho đưa đi trên con bữa đó ở trên đó cũng lâu à, ở núi vòng vòng đó cũng lâu à, có 10 ngày gì đó. Rồi xuống dưới châu đốc ạ. À.
thứ nhất cho đó thì công an gặp gì nó mời quá không? Công an mời tại khu đó, nó nói khu du lịch đó cho. Nó sẽ mời mình di chuyển ra khỏi khu vực đó. Dạ. Ai cũng vậy chứ, dù em tới một cái huyện nào thì lãnh đạo huyện đó đương nhiên người ta không có cho những người làm vậy. Ừ. Rồi giờ mình lấy cái gì nữa ha. Rồi bây giờ thì chị Thủy sẽ lấy cái hai tấm giấy khai sinh của hai đứa con sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ khác năm thôi. Có phải là như vậy không thì để mời cả nhà cùng xem ha. À, cái này những tấm giấy sinh mà nói chung cũng hơi lạ đó các bạn. Tại vì chỉ có Thủy có hai đứa con mà lại sinh cùng cùng ngày cùng tháng luôn. Cái này hai đứa con gái gì? Dạ, mình cho khán giả thấy nè. Đây ngày 18 nè. Bé lớn trước. Bé lớn là này. Lớn là tấm nhỏ ha. Ngày 18 tháng 7 phải không? Dạ. Năm 2006. Còn bé Quỳnh Nhi thì là ngày 18 tháng 7 năm 2009. Dạ. Bé chị hai là Quỳnh Anh hả? Dạ. Đây, có giấy tờ rõ ràng luôn đó nha. Bên đây là lớn không? Không phải dễ cho mượn để quay gần lại cái cho khán giả thấy nha. Đây các bạn, là bé Quỳnh Anh là ngày sinh ngày 18 tháng 7 năm 2006. Để mình quay gần lại cho khán giả xem. Còn đây là bé Quỳnh Nhi nè. Đây tên của mẹ là Đỗ Thị Thị Minh Thủy nè các bạn. Để cho mình mượn cái tấm của bé sau nha. Đây là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, cũng 18 tháng 7 năm 2009, cũng mẹ là Đỗ Thị Minh Thủy luôn các bạn. Rồi nghe nói chứng minh của Thủy cũng thay đổi lại luôn hả? Thay đổi lại nhưng mà... Cùng ngày này không? À, khác ngày hả? À, thì Thủy cũng đang giải thích là có một hiện tượng lạ đó các bạn. Ngộ ha, sinh cùng ngày cùng tháng luôn ha. Giấy chứng minh nhân dân này là ngày 28 tháng 11 năm 1988 ạ. Nhưng mà tự dưng lại thay đổi thành ngày 10 tháng 4 năm 1987 ạ. Thay đổi cả trong cái sổ hộ khẩu và là giấy chứng minh nhân dân luôn ạ. Hộ khẩu cũng thay đổi luôn. Dạ. Nhưng mà cái này là ở người nhà có biết cái vụ này không? Hay là chỉ có một mình Thủy thôi? Người tại nhà có ai biết không? Mẹ thì mất rồi. Ở trong hộ khẩu nhập của bố dượng nhưng mà bố dượng không để ý ạ. Dạ. Thì cũng cứ nghĩ thì cứ tên như thế này thì ngày tháng năm sinh như thế này trong sổ hộ khẩu thôi. Ừ. Chứ đâu có biết là như thế nào ạ. Thay đổi ngày tháng năm sinh luôn. Dạ. Hộ khẩu và chứng minh luôn. Dạ. Vấn đề là bên giấy chứng minh của Thủy ha. Dạ. Lạ nữa là hai đứa con sinh cùng ngày cùng tháng. Khác năm nhưng số 9 và số 6 cũng giống đúng không? Dạ. Bà đưa về cõi tâm linh thì bà cho hay thì ngày 28 tháng 11 năm 1988 là năm sinh, là đúng năm sinh của Thủy, tuổi con rồng ạ. Rồi chuyển sang thành ngày 10 tháng 4 năm 1987 thì là bà lấy cái ngày tâm linh là ngày 10 là ngày vía của ông ạ. Mà là tháng 4 là ngày vía của bà. Thay đổi thành như vậy ạ. Điều gì đến ắt sẽ đến ạ. Rồi cái giấy khai sinh của hai cháu đó mấy cái ngày đó là cũng có ý nghĩa gì không? Mấy ngày đó là để trùng hợp như vậy để cho Thủy biết là Thủy có cái vấn đề tâm linh nè. Để mà khi bà đưa đi trên con đường tâm linh như thế này thì là có niềm tin mà cố gắng theo ông bà để ông bà ban cái phần điện để mà được có được tinh sanh. Nhưng mà hai người con gái của Thủy đó biết Thủy đi vòng vào Nam này không? Bé lớn nó biết. Biết hả? Dạ. Trước giờ có được liên lạc không? Dạ, có liên lạc, đi hỏi là có liên lạc. Có thường xuyên liên lạc ha. Dạ. Nói bé lớn nhiêu tuổi rồi? Bé lớn là 15 tuổi á. À. Dạ. Vẫn đi học ha, ở dưới quê nội ha. Là nghỉ đó ạ, bé nhỏ còn đi học. Đâu bây giờ hồi nãy chị Thủy đó mình nói là mình viết chữ không phải là viết cái chữ giống như ở trên đi. Nhưng mà mình viết cái chữ ngược đó là như thế nào á? À, mình
cái chữ người thì không biết tờ giấy này nó không thấy à? Nó dày quá, không biết là mình sao làm sao. Thế tờ giấy này dày quá ha. Thấy à? Thấy à? Nếu mà mình viết bằng viết lông rồi chắc là mà thấy tại không? Bài dạy là con người mình là bên trái bên phải, viết từ bên trái sang được thì bên phải cũng viết sang được. Nên phải trái trái phải được sát ha. Con người mình thường là viết bằng từ trái sang phải. Nhưng mà bài dạy em là viết từ phải sang trái, trái phải trái thì phải được. Nó có thể viết cho khán giả xem ha. Đâu mình cái này mình biết viết lâu chưa? Cái này em viết bài dạy em là từ khỏi con đi học. Cái này là bà cho, cái viết như này là bà cho để dành cho khi nào mà sắp tới bà cho vào công việc làm thầy soi can cho con người ấy. Bà cho cái vận mệnh của con người rồi mình viết như vậy để họ về mà viết đi cúng ông bà. Viết còn lấy viết lông á, viết đưa lên trên mặt trời nhìn mới thấy phải không? Dạ, viết gì cũng được, viết gì cũng được. Để cho Thủy viết vài chữ cho khán giả xem nha. Tại vì những dòng chữ này thì Thủy cũng được bà chỉ dạy. Tên của Thủy đi. Tên Thủy thì là mình viết bên từ bên con người mình là như thế này đúng không ạ? Từ cái thanh lại á. Thủy mình